Rồi, chào các bạn, như đã hẹn thì tối nay anh Huy sẽ có mặt tại Abon để đóng cái đơn hàng này và gửi đi cho Shopee qua hãng giao hàng nhanh GHN. Con sư tử song đấu này thuộc dòng Placentin 6, anh Huy sẽ gửi về xã Phước, Kiển Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Bạn đặt qua Shopee nhé. Trưa nay thì shop có chat với bạn qua Zalo và shop cũng có tra ra cái hành trình mua hàng của bạn, thì bạn cũng từng mua hàng ở Abo rồi, cho nên là anh Phi sẽ duyệt đơn luôn nhé. Tại vì cũng không có những cái yêu cầu đặc biệt từ cái phụ huynh, cho nên là anh Phi sẽ duyệt đơn luôn. Rồi bây giờ thì anh Phi đã làm hai cái phiếu bắt thăm cho bạn rồi, anh Phi đã bỏ vào cái thùng thăm rồi, còn hai phiếu đó là hai phiếu lưu cho bạn. Chương trình hiện nay vẫn còn đang chạy nha các bạn. Hôm nay anh Phi không có nói nhiều về chương trình nhưng mà nó vẫn âm thầm nó chạy. Thì khi các bạn mua hàng giao hàng tận nơi á, thì cứ mỗi 100.000 nó sẽ là một phiếu, thì anh Phi sẽ tách phiếu, anh Phi làm, anh Phi cho vô cái thùng thăm. Thì từ ngày 5 cho tới ngày 10, ngày 1 cho tới ngày 10, ngày 5 tháng 10, anh Phi xin lỗi, anh Phi bị liếu lưỡi quá ha. Từ ngày 1 cho tới ngày 5 tháng 10 thì anh Phi sẽ bắt thăm trúng quà cho những cái bạn mua hàng, và anh Phi sẽ tổ chức bắt thăm cho ba bạn may mắn để vào bắt thăm trúng quà chung luôn cho các bạn tham gia trên cái mini game của cái clip công bố quà của tháng 9 đó. Và trong cái đầu tháng 10 này thì anh Phi cũng sẽ công bố quà cho tháng 10 luôn. Nói chung là quà hiện nay anh Phi chưa có chọn, cho nên là thôi từ từ đi ha, cũng chưa hết tháng 9 mà. Rồi bây giờ thì anh Phi đang test con Yokondo sư tử song đấu. Sư tử song đấu thì nó sẽ có hai chức năng chơi, một là Yokondo. Yokondo thì dành cho các bạn cực kỳ yêu thích yo-yo nhưng mà không có biết quấn dây hoặc không thích quấn dây thì các bạn sẽ chơi theo kiểu này. Cái này thì móc vô tay rất là dễ, thì các bạn quăng ra thì nó sẽ tự thu dây lại nha các bạn. Rồi đơn giản nó như vậy. Khi ráp thì cái mặt ngoài nó, cái mặt phẳng này nó ráp vào nhé, và khi lấy ra thì các bạn bấm hai cái nút này để lấy ra. Rồi và bây giờ thì anh Phi sẽ tách nó ra để anh Phi chuyển qua anh Phi chơi yo-yo. Mục đích của anh Phi là test yo-yo nhiều hơn. Sáng nay thì anh Phi có đi một vòng, anh Phi đọc các cái comment của các bạn trên các cái món hàng yo-yo trên Shopee và những cái món hàng yo-yo nói chung, thì anh Phi thấy là các bạn cũng còn khá là yêu yo-yo đó. Nhưng mà các bạn định hình về yo-yo thì chưa có rõ ràng lắm. Chẳng hạn như có bạn nói là yo-yo đó 1A không nhạy dây đó, chơi khó hút dây lắm. Yo-yo 1A này dễ hút dây hơn. Nó không phải đâu các bạn. Cái chuyện mà hút dây hay là nó không hút dây là nó tùy thuộc vào con yo-yo. Chẳng hạn như con yo-yo này, cái khe nó hẹp thì nó thuộc gọi nhạy dây. Nhạy dây thì các bạn không cần phải hút hết gì hết trơn, các bạn giật cái là nó lên thôi nha. Còn những yo-yo 1A cái khe nó rộng, nó sử dụng những cái bạc đạn rộng để chi, để nó khó hút dây lên các bạn. Mà khi khó hút dây lên á thì các bạn sẽ không có bị cạ dây vào yo-yo, và khi đó các bạn chơi các cái kỹ thuật trên dây nó tốt hơn. Nhưng để nó hút được dây thì các bạn phải thực hiện một cái kỹ thuật, nó gọi là cái kỹ thuật lên dây nhé. Cơ bản nó sẽ là như vậy. Còn kỹ thuật lên dây như thế nào thì các bạn tìm xem những clip cơ bản. Tại vì hôm nay thì cái con này của anh Phi là con nhạy dây, cho nên anh Phi cũng khó thực hiện cái thao tác đó lắm. Nhạy dây là sao? Hút cái nó lên nè, thấy không? Nè, buông xuống nè, hút cái nó lên nè, thấy không? Đơn giản vậy thôi. Còn kỹ thuật lên dây là nó như vậy nè các bạn. Rồi hút ha. Nhưng mà con này nó hít dây cho nên làm dễ lắm. Còn những con kia là cái tay này nè, cái tay giữ dây nè, các bạn buông nhé. Còn cái tay này nè, các bạn hít nó hít như vậy đó thì nó mới chuẩn xác được nha. Còn con này thì hít cái nó lên rồi nha. Rồi hôm nào anh Phi test yo-yo 1A, gọi là 1A không nhạy dây đi, rồi anh Phi sẽ nói thêm về vấn đề đó. Còn con yo-yo này tới đây là xong rồi. Và bây giờ thì anh Phi sẽ đóng cái con yo-yo này lại, và tất nhiên là nó sẽ được tặng thêm 4 dây và nó cũng sẽ được tặng thêm một cái bao tay nha các bạn. Còn bây giờ thì anh Phi lấy nó ra đây, lấy ra rất là dễ dàng, bấm nút này nè, lấy ra ha. Rồi anh Phi sẽ đóng hàng lại và gửi hàng đi, và anh Phi chuẩn bị quà tặng, anh Phi cho vô hết trong cái hộp ha. Rồi tới đây thì anh Phi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nha.